Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một trong những biện pháp được đưa ra đó chính là xét nghiệm PCR để phát hiện người nhiễm sớm nhất. Tuy nhiên, thực tế, phương pháp này vẫn chưa thể khẳng định là bệnh nhân có dương tính hay không trong một lần xét nghiệm. Vì vậy, người dân trong diện được yêu cầu tự cách ly cũng không nên chủ quan. Bệnh nhân 82 là F1 của bệnh nhân 447 làm cùng cửa hàng pizza với bệnh nhân này. Phải đến lần thứ 3 được xét nghiệm PCR, bệnh nhân mới được phát hiện dương tính. Trước đó, hai lần xét nghiệm tại Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm và Bệnh viện Thanh Nhàn đều có kết quả âm tính. Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân. Kết quả của xét nghiệm này nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố. Cái thứ nhất là vào diễn biến của bệnh, tức là mình lấy mẫu bệnh phẩm vào cái giai đoạn nào của bệnh. Ví dụ như cái giai đoạn đầu của bệnh thì mình làm xét nghiệm có thể là real-time PCR nó vẫn trả lời là âm tính. Đấy. Và cái giai đoạn mà sau khi bệnh nhân đã khỏi bệnh cũng có thể làm xét nghiệm mà real-time PCR âm tính, tức là khi mà cơ thể đã thoát lại hết virus rồi. Cái trường hợp thứ hai nữa là nó phụ thuộc vào cái quá trình lấy mẫu bệnh phẩm. Khi mà có lấy mẫu bệnh phẩm mà không đúng, thứ nhất là không đúng về vị trí cũng như là không đúng về cái chất lượng của mẫu thì cũng làm cho sự sai lệch cái kết quả. Cũng theo các chuyên gia, cơ quan y tế sẽ có những biện pháp xét nghiệm hết sức thận trọng trước khi khẳng định một người có dương tính với COVID-19 hay không. Để khẳng định một người có bệnh hay không thì bao giờ cũng sự phối hợp giữa lâm sàng và xét nghiệm. Tức là giữa bác sĩ lâm sàng, các cái xét nghiệm bác sĩ lâm sàng để đánh giá xem bệnh nhân này đang nằm ở giai đoạn nào. Khi mà kết quả đó, nếu như mà hai bên thấy rằng nó không hợp lý, có thể người ta sẽ chạy lại. Đó, cái xét nghiệm này cũng có thể chạy lại vài lần để khẳng định, chứ không phải chỉ có một lần. Thủ đô Hà Nội mới đây cũng đã xét nghiệm PCR trên diện rộng sau khi test nhanh trên diện rộng cho kết quả chưa đủ chính xác. Tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm PCR, người dân đều được khuyến cáo vẫn phải thực hiện tự cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế dù có kết quả âm tính. Bởi vì lần một có thể là PCR âm tính, nhưng mà sau đó có thể là bệnh nhân vẫn có thời gian là giai đoạn ủ bệnh. Cho nên vẫn tiếp tục phải cách ly tại nhà, nếu có biểu hiện sẽ làm lại PCR lần 2. Kết quả có âm tính đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn phải động viên người dân vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày. Và theo dõi tình hình sức khỏe tiếp 7 ngày nữa, có vấn đề gì vẫn phải báo về cho y tế cơ sở. Đã có những trường hợp vì chủ quan với kết quả xét nghiệm ban đầu mà không thực hiện tự cách ly, khiến cho tình hình ngày càng phức tạp. Các chuyên gia nhận định, từ nay đến ngày 15 hoặc 20 tháng 8 sẽ là những ngày cao điểm của dịch bệnh. Do vậy, người dân không nên chủ quan, cần tuân thủ yêu cầu của cơ quan chức năng, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.